Quang Ben xin chào cả nhà. Lời nói đầu tiên trong video này thì Quang Ben cũng xin kính chúc cô chú anh chị gần xa trong vòng nước thân nhiều sức khỏe. Đây là hai bé mèo. Gia đình đi nước ngoài để lại nhưng mà người nhà không có nuôi. Nên là hai bé ở trước nhà của chị này. Trời, tội nghiệp không chui vô thùng giấy gì đó. Có chân mở. Con không ở chung được, tại vì một con heo, một con lươn. Ui lộn không? Dạ. Vậy sao ta? Để cái thùng. Được, chứ sao? Không được. Để đại vô đây mình đem về. Để quấn lộn hay sao? Đúng rồi, quấn lộn, có hơn. Quấn lộn rồi đúng rồi. Đây là. Biết rồi, để. Nó ngợp nó. Ý là phải phát lỗ, không bỏ vô đi anh rồi phát lỗ anh, bỏ vô đi rồi phát lỗ. Rồi lấy cho mượn cái dao đi cô phát lỗ cho thở. À đây là hai bé mèo. Còn đây là bốn bé mèo mới lụm ở công viên. Tuổi mèo năm nay lụm mèo quá. Nó hỏi á. Đây.